Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đã quay trở lại với 360 độ ngon. Trước đây thì trong từng số 1 Bảo đã mang đến cho mọi người từng món ngon một. Còn trong ngày hôm nay Bảo sẽ dẫn mọi người tới một con đường mà có rất nhiều những món ăn ngon. Đã chưa? Con đường này nằm trên đường ở chợ Phùng Hưng. Nhưng mà mọi người thì vẫn thường quen gọi này là chợ Thủ Đô. Tại sao nó lại có tên là chợ Thủ Đô nhỉ? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều đó nha. Con chào mấy chú à, con biết cái chợ này là tên chợ Phùng Hưng bây giờ cho con, nhưng mà có một cái tên nó chợ Thủ Đô, có chú nào biết ở đây giúp con hỏi là chợ Thủ Đô tại sao nó có cái tên đó không ạ? Cho con qua. Bây giờ người ta kêu chợ Phùng Hưng. Dạ, là chợ Phùng Hưng. Nhiều khi người ta có hỏi á, dạ. Chợ đâu? Nếu mà mày biết hỏi nhà bác Thủ Đô ở đâu không nó biết. Ở ngoài sau nhà bác Thủ Đô là có chợ, là có gì chợ Thủ Đô. Dạ là vì có cái rạp hát Thủ Đô rồi mọi người quen gọi là ở con chợ này là chợ Thủ Đô luôn. Ở ngoài này có cái rạp hát Thủ Đô nè, ở dạ. Đây là ngoài sau rạp hát Thủ Đô. Dạ là chợ Phùng Hưng cũng được mà chợ Thủ Đô cũng được. Và chợ Thủ Đô là do có một cái rạp hát Thủ Đô. Dạ con cảm ơn các chú rất là nhiều ạ. Hồi trước là mọi người thường bán cái gì ở đây? Hôm trước là chợ cá thôi chứ chợ cá giờ trước ở đây tới 11 giờ mấy là nó dẹp hết trơn. Nó dẹp hết rồi. Cái này là cái chợ thôi, chợ người ta đi chợ buôn bán gì người ta thấy chứ không phải là mình đưa đồ ăn, không phải đồ ăn. Còn cái riêng cái chỗ mà bán đồ ăn á, nó không phải nằm ở đây. Nhưng mà nếu bây giờ con đói bụng quá, giờ con muốn vô đường này con ăn một món, dạ. Vậy mà có cái gì nó ngon không chứ? Bún riêu nè. Bún riêu. Cái gì? Bún cá nè. Vừa rồi với những thông tin của các chú và các bác thì chúng ta đã lý giải được phần nào về cái tên là chợ Thủ Đô. Nhưng mà không phải riêng gì cái tên đâu nha. Trong chợ chúng ta vẫn còn rất nhiều món ăn, mặc dù là không mang gốc Hoa nữa, nhưng mà theo Bảo được giới thiệu thì nó cũng rất là đặc sắc. Đặc sắc như thế nào và có món gì? Bây giờ vô trong đi, Bảo sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người. Phía trước Bảo là nguyên một con đường với rất là nhiều quán ăn và bắt gặp đầu tiên của chúng ta là nguyên một xe há cảo luôn. Vậy bây giờ Bảo quyết định là thử há cảo trước ở ngay đầu con đường luôn nhé, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với những quán bên kia. Dạ em chào chị ạ. Ở đây mình có bao nhiêu món vậy chị? Dạ em có 6 loại anh. 6 loại luôn? Dạ. Là mình bao gồm những cái gì ạ? Bao gồm nhiều mà há cảo tôm, bánh xếp tôm, xí mại, sò đẹp, xí mại cuốn trứng và há xí mại khô. Nhiều. Vậy là em không biết là ở đây món nào đặc biệt nhất mà thường là khách tới thì mọi người sẽ gọi là... Thường thì khách hay ăn há cảo tôm và bánh xếp tôm. Há cảo tôm. Cho em xem thử cái há cảo tôm được không ạ? Đây là há cảo tôm. Cái bột ở ngoài em thấy nó rất là mỏng đúng không ạ? Dạ. Mình thấy được nguyên cái phần thịt rất là to ở trong luôn. Đây là há cảo tôm. Rồi cái nào đặc biệt nữa? Đây bánh xếp tôm. Há cảo tôm và bánh xếp tôm. Rồi há cảo tôm với bánh xếp tôm có cái gì khác nhau à? Cái nhân nó khác nhau về dạ. Một cái là nhân thịt dạ. Thịt với tôm, còn dạ. Một cái là nhân cá với lại tôm, cá xay với tôm là được dạ. Gọi là bánh xếp, còn dạ. Bên trên là thịt băm với lại tôm thì gọi là há cảo dạ. Rồi vậy thì bây giờ cho em thử há cảo tôm và bánh xếp tôm đi, mỗi cái một phần. Bảo đang có là bánh xếp tôm, há cảo tôm là hai món mà khách rất là thích ở quán của chúng ta. Kèm với đó là Bảo đang có xíu mại tôm và đặc biệt là há cảo sò điệp. Toàn là những cái món mà khi mà chúng ta nghe tên thôi là đã muốn thưởng thức rồi. Rồi bây giờ Bảo sẽ thử bánh xếp tôm trước. Đây, một cái bánh xếp tôm bột rất là mỏng. Ở bên trong thì chúng ta vẫn thấy được cái nhân của nó với tôm, thịt và hình như là hẹ. Để Bảo thử xem có đúng là hẹ không nha. Nhưng mà trước khi ăn cái này thì chúng ta phải có nước chấm. Nhưng mà bây giờ Bảo thử không trước đi, không có nước chấm trước là như thế nào. Rất là ngọt, ngọt của tôm, của thịt. Cái bột rất là mỏng. Rồi. Wow. Hấp dẫn quá. Bột của xíu mại cũng không quá dai so với lại bánh xếp hoặc là há cảo. Hồi nãy Bảo có hỏi thì cái về bánh xếp và về há cảo là chung một loại bột với nhau. Nên mọi người có một cái sự khác biệt trong cái đĩa ăn của mình thì nên gọi cho mình một đĩa xíu mại nha. Rồi còn bây giờ là sò điệp. Bảo không biết thắc mắc là nãy giờ chúng ta có tôm không à? Sò điệp thì bên trong nó có gì nhỉ? Thực sự là sò điệp thì không có nhiều cái mùi của sò điệp, mà ngược lại thì chúng ta có rất là nhiều thịt bằm ở trong đó. Thịt hơi nhiều một chút. Kiến nghị với chủ quán là mốt cho sò điệp nhiều thêm vô nha. Sò điệp ít quá ăn không có đã, ngược lại là thịt. Dạ. Rồi, theo căn cứ và tình hình cái đĩa này thì mọi người thấy là xíu mại là cái món mà còn ít nhất và là cái món Bảo thích nhất trong 3-4 món này. Giờ mà Bảo thử. Hết trơn há cảo và những cái loại bánh nãy giờ luôn rồi, nhưng mà hơi no một xíu, nhưng mà nhìn bên kia đường vẫn còn khổ qua cà ớt. Khổ qua cà ớt là sao ta? Giờ chúng ta sẽ sang đường để thử một cái món mà nãy giờ Bảo vừa ăn há cảo mà Bảo đã quan sát thấy được nó, khổ qua cà ớt. Qua xem sao nha. Rất là đông. Mới buổi chiều thôi, mọi người vẫn chưa tan tầm ra nhưng mà có rất là nhiều xe máy đậu ở ngoài. Cho em bước vào trong xíu được không chị? Ủa, khổ qua cà ớt mình là cái gì lạ quá, em chưa ăn bao giờ á. Cái này là như thế nào chị? Cái này là giống như là cái chả ớt mình dồn á, thập cẩm á em. Là chả ớt rồi còn cái gì trong đó nữa? Có bò viên. Bò viên khổng lồ trứng muối. Em đã thấy là cái đặc biệt nhất là cái ớt trái. Ớt trái. Đậu bắp. Dồn thịt vô rồi còn đậu bắp dồn thịt. Dồn chả nghe, dồn chả cá. Cái chính giữa là chả cá phải không chị? Chả cá. Rồi bên dưới của nó là có khổ qua, cà tím. Là cái gì mình sẽ cũng có dồn cái cá đó vô trong. Đúng rồi, dồn chả hết. Rồi mình ăn khô cái này luôn hay là nè, mình... có nước lèo đây nè. À, mình có nước lèo. Để em xem nước lèo nha. Trong nước lèo thì này thì mình có cái gì ạ? Trong nước lèo, ở dưới nước lèo mình có huyết nè. Huyết. À. Rồi đậu hũ, bò viên. Cái đậu hũ mình có dồn thịt không ạ? À? Không có dồn thịt. Không, đậu hũ không có dồn thịt. Rồi bông bóng cá nữa phải không? Đúng rồi. Wow, rất cái là thơm, em đứng này thơm quá. Cho em một chén với đúng như khổ qua cà ớt mà mọi người nha. Ha. Dạ. Thì đó là món khổ qua cà ớt chúng ta là gồm có khổ qua, cà và ớt. Ba cái món này thì Bảo thấy nó giống nhau ở cái chỗ là đều được nhồi với chả cá, và khác mỗi chắc có lẽ là cái vỏ thôi. Và tại vì cái vỏ nó cũng hơi mỏng nên là ăn vào miệng thì chúng ta chỉ cảm nhận được cái vị chả cá thôi. Lúc này thử khổ qua, thử cà rồi, bây giờ thử một cái nhân vật đáng sợ mà Bảo chưa dám ăn. Một trái ớt to như thế này, được móc cái ruột ớt ra và sau đó thì cho cái phần chả cá vào bên trong. Liệu là nó có cay không ta? Thôi ăn thử được coi sao. Không có cay, nó hơi hăng hăng của ớt thôi nhưng mà không có cay, tại vì cái ruột đã được móc ra rồi. Và cái loại ớt to này thì cũng không có cay lắm, nên ai mà ăn cay không được thì đừng có sợ nha. Rồi, không chỉ có khổ qua, có cà, có ớt mà chúng ta vẫn còn có những cái loại khác như là đậu bắp. Rồi, để Bảo thử, Bảo chấm cái nước chấm của chúng ta nha. Nước chấm cũng chỉ là tương đen, tương ớt và sa tế thôi. Hình như là cái nước chấm nó không hợp lắm á, tại vì cái gia vị của cái nước súp ở này cũng như là những cái món này đã được nêm vừa vị rồi. Nên Bảo nghĩ rằng có lẽ không cần chấm thêm đâu, nó vẫn cũng đủ ngon rồi. Nước dùng thì nêm cũng vừa vị. Nói chung là các thành phần này thì nó cũng rất là quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà món này á, Bảo đánh giá cao được hai chỗ, đó chính là trình bày đẹp. Nhìn rất là ngon mắt, chưa ăn thôi nhưng mà chúng ta thấy những cái món như là khổ qua, như cà, như ớt nhìn rất đẹp. Cùng với đó thì món ăn này cũng có một cái hương vị rất là lạ miệng, rất là đáng thử nha. Nãy giờ ăn há cảo, rồi ăn khổ qua cà ớt, và trong lúc ăn hai món này thì Bảo đã me được một cái xe bánh ngoài kia, nhìn rất là ngon, không biết ra hương vị như thế nào. Thôi bây giờ đi ra đó đi, rồi Bảo trải nghiệm rồi Bảo sẽ chia sẻ với mọi người nha. Thử đi, nếu mà ngon thì trả tiền, cũng mang, không ngon cũng trả tiền. Dạ, okay. Rồi để ăn thử rồi, cô tặng con ha. Đứa ăn một miếng đi. Wow, cô đưa ngay luôn. Rồi, bảo con đi ăn chỗ khác luôn. Thế dạ. Cô bán hạt có tiếng. Rồi ăn được chưa cô? Ăn đi, cô dạ. Ăn. Bao mà, bao ăn mà. Ở đây là bao ngon mà, khách hàng luôn á. Từ nãy đến giờ. Cô bán ở đây mấy chục năm rồi. Từ nãy đến giờ là con đã ăn há cảo rồi, ăn khổ qua cà ớt rồi, trăng bụng rồi đó. Mà bây giờ ăn chuối rồi mà thấy ngon. Con thấy trong cái bột mình nó được chiên phòng nên làm sao mà mình chiên được, tại vì nhiều chỗ cái bột nó sẽ bị mềm xuống á. Tại vì cô nói cho con nghe, cái này là gạo xay. Dạ. Gạo mình xay rồi mình xay rồi luôn. Mình làm. Dạ. Bán đây là lúc cô mới có chồng là có 24 tuổi, và bây giờ Bán đây là 16 năm. 16 năm. Còn bún mắm là 20 mấy năm. Dạ rồi, chuối ngon quá cô ơi, giờ con cảm ơn cô nha. Món nào cũng ngon hết rồi, bà không thể nạp thêm nữa rồi. Có lẽ là bây giờ chúng ta phải tìm một món tráng miệng thôi nha. Để xem rồi trong con đường này chúng ta thì món nào ngon để bà có thể chọn và ăn tráng miệng đi. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều con đường ăn uống, nhưng mà sau một buổi chiều mà Bảo càng quét nguyên con đường ăn uống ở chợ Phùng Hưng hay là chợ Thủ Đô thì Bảo thấy rằng ở đây có rất là nhiều món ăn vặt nha. Nào là há cảo, rồi bánh lọt, còn một cái món rất lạ nữa, khổ qua cà ớt mà Bảo được thử nữa. Mà không chỉ có 3 món đó đâu, trên con đường này chúng ta vẫn còn rất là nhiều món ngon khác. Và Bảo thấy rằng là đây là một địa điểm mà mọi người có thể tới và trải nghiệm, rất thú vị nha. Chợ nằm trên con đường Phùng Hưng và được bán bắt đầu từ khoảng 1 giờ trưa đến khoảng 6 giờ chiều là hết rồi. Nên mọi người nhanh chân nha. Còn bây giờ thì Bảo không thể nào nạp thêm vô cho mình được nữa. Quá no với những món ngon ở đây rồi. Có lẽ là phải hẹn gặp lại mọi người trong những số lần sau nha. Xin chào.